5:30 ngày 24/10, chào các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau để cùng ôn lại cái chủ đề là bản chất thực sự của thành công trong kinh doanh online. Và nếu bạn nhìn thấy thực sự rồi thì comment tên cộng tên sản phẩm của bạn vào trang thực sự nào. Chân vào ra lại cho thầy. Em đã ngủ 3 chu kỳ tối qua, 4:30 ạ. Khỏe mà không mệt. Yes, thank you. Em Hoa Hương Thảo Natural. Rồi, chào Hoa. Chân vào ra lại em Hương. Chào em. Chi mặt nạ nhau thay kiều, cảm ơn em. Thủy Trần Mao tỉnh Hà Giang. Nào bây giờ câu hỏi thì tôi đặt ra cho các bạn là thành công, bản chất thực sự của thành công trong kinh doanh online là gì? Bản chất thực sự của thành công trong kinh doanh online là gì? Hôm qua chúng ta đã kết thúc buổi 1 của chương trình Phụ nữ bán hàng online K08. Đó là buổi học vô cùng tuyệt vời rồi. Buổi 1 của Phụ nữ bán hàng online K08. Buổi học thầy giống như có một người thầy, mà khác cũng là một người bạn cùng tiến nữa. Hay quá, cảm ơn em. Nào, bản chất thực sự của việc thành công trong kinh doanh online là quá trình gì? Là quá trình mang giá trị cho khách hàng, cũng đúng rồi. Là quá trình mà chúng ta thành công và giúp cho người khác thành công, đúng rồi, nhưng chưa đầy đủ. Zero Conan, hôm qua các bạn học rồi mà, các bạn bên Zero Conan học rồi mà, trả lời đi. Bản chất thực sự của thành công trong kinh doanh online đó là quá trình mà chúng ta làm gì? Là có cái từ giàu có và hạnh phúc ấy, có từ giàu có và hạnh phúc ấy. Đúng rồi. Nào tất cả các bạn comment và ôn lại bài của ngày hôm qua. À, bản chất thực sự của kinh doanh online là bạn được ngưỡng mộ. Nào để đọc lên nào. Là bạn được người khác ngưỡng mộ, tự nguyện đi với bạn mua hàng của bạn, trở thành đại lý của bạn vì ngưỡng mộ kiến thức kỹ năng phong cách sống của bạn. Không, hôm qua thì tôi đã cho bạn một định nghĩa chuẩn rồi. Bản chất thực sự của kinh doanh online thành công đó là cái quá trình mà chúng ta nâng cấp cái sự giàu có và hạnh phúc của mình thông qua việc giúp cho người khác giàu có hạnh phúc. Đúng rồi, bản chất thực sự của việc kinh doanh online thành công đó là chúng ta nâng cấp sự giàu có hạnh phúc của mình thông qua việc giúp cho những người khác trở nên giàu có hạnh phúc. Những người khác ở đây là ai? Chúng ta có cái ba cái, có bốn cái định nghĩa mà cần phải phân tích. Định nghĩa thứ nhất là nâng cấp. À, bốn cái từ khóa vô cùng quan trọng cần phân tích. Nên bây giờ các bạn ghi vào đó. Đúng rồi, đây rồi, Vân trả lời đúng nhanh lắm. Thành công trong kinh doanh online là quá trình nâng cấp bản thân để trở nên người giàu có hạnh phúc hơn thông qua việc giúp đỡ người khác giàu có hạnh phúc hơn. Đúng rồi.
Thì bây giờ có những cái từ khóa chúng ta cần phải phân tích như sau. Từ khóa đầu tiên là từ khóa nâng cấp. Từ khóa số 2 đó là từ khóa giàu có. Từ khóa số 3 là từ khóa hạnh phúc. Từ khóa thứ tư đó là người khác. Người khác ở đây là đây, đây là bốn từ. Nâng cấp sự giàu có hạnh phúc của mình lên. Thì đầu tiên là từ chúng ta giải thích từ nào chứ nhỉ? Từ giàu có đã. Giàu có là gì? Theo quan điểm của bạn giàu có là gì? Nào, giàu có. Nào, quan điểm đứng ở góc độ một người phụ nữ. Em đang đợi thầy để khoe thành tích. Khoe thành tích gì? Bạn đã có thành tích gì thì khoe vào đây nào. Trong quá trình học thực sự các bạn có thành tích gì? Nào, bây giờ thì tự hỏi các bạn, là bạn nào có thành tích thì comment vào. Còn bạn khác trả lời câu hỏi là giàu có là gì? Giàu có là gì? Hạnh phúc là gì? Mà bây giờ giàu có trước. Đúng rồi, giàu có là có được những thứ mình mong muốn, đúng rồi. Đúng rồi. Vì sao thầy dự lại nói là giàu có? Là có được những thứ mình muốn. Bởi vì mỗi người đều có những mục tiêu khác nhau cho cuộc sống này. Và có khi sự giàu có của người này lại chưa chắc đã phải là sự giàu có của người khác. Bởi vì những cái thứ của người khác thì chưa chắc là những thứ mà mình muốn. Có người nói rằng là gì ạ? À? Bây giờ tôi chỉ cần có con thôi là tôi cảm thấy giàu có lắm rồi. Tôi tự hào vì tôi có 5 đứa con. 5 đứa con thì 5 đứa con đấy chính là tài sản của tôi cảm thấy giàu có. Có người nói rằng ôi bây giờ tôi có kỹ năng, có kiến thức như này. Chưa có nhiều tiền đâu nhưng có kiến thức có kỹ năng như này tôi cảm thấy là tuyệt vời và tôi cảm thấy là đấy là sự giàu có. Nhưng có người có rất nhiều tiền rồi bảo là bây giờ chỉ ước là có thêm nhiều con nữa thôi và bây giờ chỉ ước có sức khỏe thôi đó, nên là cứ có được những cái gì mà mình mong muốn thì chúng ta được gọi đấy là chúng ta đang giàu có và chúng ta phải nâng cấp nó lên hàng ngày. Vì sao? Vì cái tiêu chuẩn về sự giàu có của chúng ta ngày càng được nâng cấp. Cái lúc thu nhập 5 triệu thì chúng ta muốn có thu nhập 10 triệu, nhưng 10 triệu rồi lại muốn thu nhập 20 triệu, 20 triệu rồi lại muốn có thu nhập là 50 triệu, 50 triệu rồi lại muốn thu nhập 100 triệu, 100 triệu rồi lại muốn là vẫn là thu nhập như vậy nhưng phải nhàn hơn cơ, có thời gian dành cho gia đình cơ. Đấy, nên là cái sự giàu có là có được những thứ mình muốn. Những thứ mình muốn là liên quan đến tài chính này, liên quan đến sức khỏe này. Đó, liên quan đến tài sản cá nhân này. Đó, liên quan đến mọi thứ. À, có tâm an yên, cuộc sống bình an, thỏa mãn cho bản thân hay quá. Đó, nên là các bạn hoàn toàn, nhớ này, bây giờ các bạn hoàn toàn đã là người giàu có rồi. Các bạn đang chính là người giàu có rồi. Muốn biết bạn giàu có hay không? Thì bây giờ bạn hãy liệt kê ra những thứ mình có. Bây giờ hãy liệt kê ra những cái thứ mà mình có. Wow, mình có một người chồng tuyệt vời. Wow, mình có những đứa con ngoan. Wow, mình đang có sức khỏe rất là tốt. Wow, mình đang có khả năng học hỏi rất tốt. Wow, mình đang có cái kỹ năng gì rất là tốt. Ồ, mình đang có. Ồ, mình đang có. Đó. Và bạn cũng đang giàu có rồi đấy. Đang giàu có hơn rất nhiều người khác bởi vì đang có những thứ mà người khác không có. Nhưng việc của bạn là phải giàu có hơn. Giàu có hơn. Bạn cần phải giàu có hơn nữa. Giàu có hơn nữa về tài chính, giàu có hơn nữa về kiến thức, về kỹ năng, về phong cách sống cơ. Ok. Đó, nên là giàu có là có những thứ mình muốn, còn hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm thấy tự hào, cảm thấy yêu thương, cảm thấy hài lòng, cảm thấy xứng đáng với những gì mà mình đang có. Đấy, nên hạnh phúc nó là một cảm là một loại cảm xúc. Gọi là cảm xúc đấy nó bao gồm những cái tính từ như vậy đấy. Và bản thân các bạn thì hoàn toàn bây giờ đã có sự giàu có, sự hạnh phúc rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải nâng cấp cái sự giàu có hạnh phúc của mình lên từng ngày thông qua công việc kinh doanh online và thông qua việc mà chúng ta giúp cho người khác có được sự giàu có hạnh phúc. Thì giúp cho người khác có được giàu có hạnh phúc thì như nào? Giúp người khác có tiền à? Được, đúng. Và giúp có người khác, có rất nhiều người. Người khác ở đây là ai nhỉ? Người khác ở đây chính là khách hàng cuối cùng của bạn. Người khác ở đây chính là thành viên trong hệ thống đại lý của bạn.
Nếu bạn giúp cho khách hàng của bạn có được nhiều kiến thức hơn, có nhiều kiến thức hơn về một cái chủ đề gì đó, chủ đề đấy bạn cần phải có kiến thức trước, bạn phải làm giàu kiến thức của mình trước. Sau đó bạn chia sẻ cái kiến thức đấy của mình cho những người khác, cho khách hàng tiềm năng của mình, để họ giàu có hơn về mặt kiến thức, để họ có biết thêm nhiều kiến thức về giải quyết cái vấn đề của họ. Đúng rồi, đối tượng thứ hai bạn cần phải giúp đỡ họ giàu có hạnh phúc hơn, đó là những người đại lý trong hệ thống của bạn đó. Nên là lát nữa bạn hoàn toàn có thể là viết một cái bài viết là tôi là người giàu có và hạnh phúc vì hiện tại tôi đang rất là vui, rất là tự hào vì đang có một người chồng tuyệt vời, đứa con ngoan thì chấm gì đó. Và các bạn nào học cùng thầy dự thì các bạn thường là địa làm bài tập vô cùng quan trọng, đó là viết ra 101 điều khiến bạn trở nên hạnh phúc. 101 điều khiến bạn trở nên hạnh phúc. Thì bạn mới thấy rằng rồi, đơn thuần chỉ là gì ạ? À, nhìn thấy con mình ngắm con mình ngủ thôi. Đấy là lúc mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Đúng rồi. Nhìn con mình e biết vỗ tay những cái vỗ đầu tiên là đã thấy hạnh phúc rồi. À. Lúc mình đang ngủ, mình mở mắt ra, thấy con mình nằm bên cạnh nó đang nhìn mình, nó đang là mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Team của em hiện tại 50 người và ai ai cũng hạnh phúc khi kinh doanh cả. PN team là rất cảm ơn thầy, cảm ơn em. Ok, thì đấy là bản chất thực sự của việc kinh doanh online thành công. Đó là chúng ta nâng cấp sự giàu có hạnh phúc của mình lên. Nâng cấp sự giàu có hạnh phúc của mình lên bằng việc là chúng ta nâng cấp kiến thức này, nâng cấp kỹ năng của mình lên này, nâng cấp các thói quen của mình lên này, nâng cấp phong cách sống của mình lên này. Tức là bản thân chúng ta phải tập trung vào chúng ta. Xong chúng ta là gì ạ? À? Có kỹ năng để chia sẻ, để giúp đỡ cho người khác có kiến thức, có kỹ năng như vậy. Để giúp cho họ giàu có hạnh phúc. Và từ đó thì chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu giàu có hạnh phúc hơn nữa của chúng ta. Và đặc biệt thành quả nó sẽ đến về mặt tài chính. Rồi bây giờ thầy tự sẽ hỏi xem là ở đây bao nhiêu người là trong nhóm 90 ngày lột xác, bao nhiêu người ở nhóm K8? Nhóm K8, K8, K8. Bây giờ thầy tự hỏi K8 trước. Bao nhiêu người đang ở nhóm K8? Học phụ nữ bán hàng online K08. Đấy là khóa vô cùng đặc biệt. Phụ nữ bán hàng online K08. Bạn nào ở K8 thì comment là em K8, K8, em K8. Còn bạn nào mà chưa phải là phụ nữ bán hàng online K08 thì comment là em chưa. Và em muốn vào K8, em muốn vào K8. Em muốn vào K8. Em muốn vào K8. K8 diễn ra được một buổi rồi, còn 4 buổi nữa. 4 buổi nhưng thực ra là 8 buổi chứ không phải 4 buổi. Tại vì cứ có buổi tối học bài mới, xong buổi sáng thì ôn bài cho các bạn để trả lời các câu hỏi của các bạn. Nào bạn nào bạn nào chưa vào K8 thì comment là em muốn vào K8. Các bạn hoàn toàn có thể là vào trong ngày hôm nay và xem lại livestream của ngày hôm qua. Hôm qua học rất nhiều thứ tuyệt vời. Hôm qua rất nhiều thứ mới toanh luôn. Mà các bạn nào đã học cách đây có thể dự 4 tháng 5 tháng trở về trước thì chắc là chưa có những nội dung như vậy. Ok. Đúng là K8. Wow, em muốn vào K8. Thầy ơi, làm thế nào để có kiến thức gì đây? Hôm qua em vào học mà không được thầy ạ, có phải tải ứng dụng để xem không? Không. Vào thẳng luôn nhóm phụ nữ bán hàng online, à khóa học phụ nữ bán hàng online K08. Thì chắc khi em chưa được duyệt vào nhóm rồi. Em đã mở được công ty riêng cho mình rồi thầy ơi, cảm ơn em. Kinh doanh em tăng lên gấp 9 lần so với công ty cũ từ khi bán online sản phẩm thiên nhiên trần vào. Cảm ơn em. Hôm qua em học mà không vào được. Bán hàng như đây thở. Hay quá. Thầy ơi, làm thế nào để lĩnh hỏi được kiến thức chuẩn và nhớ lâu?
nghĩ gọi được kiến thức chuẩn và nhớ lâu á. Đây, em viết nó ra thành mind map. Tức là mình học được cái gì cái mình phải viết ra thành mind map luôn. Mind map luôn. Cái này các bạn trong nhóm 90 ngày luật xác được học rất là tốt rồi. Đây, ví dụ thầy dự hôm qua dạy xong cái thì sáng nay thầy dự làm luôn cái mind map này chia sẻ cho các bạn luôn. Các nhìn thấy cái đầu này chưa? Làm luôn thành mind map. Từ khi học hỏi thầy em đã mở ra được showroom cho mình bán tất cả các sản phẩm thiên nhiên Trần Mao. Cô gái hãy tập trung vào việc là đặt câu hỏi, tại vì em cửa hàng của em chắc chắn đang có vấn đề, nhớ nhá, thầy sẽ nói nhá, chắc chắn cửa hàng của em đang gặp vấn đề, chẳng qua em có nhận ra hay không mà thôi. Người ta đang mục tiêu tăng doanh số 3 tháng cuối năm có thể tăng gấp đôi gấp 3 lần, và em hãy đặt mục tiêu lớn hơn nữa. Và khi mà em đặt mục tiêu lớn nữa thì lúc đó em sẽ nhìn ra vấn đề của em là bây giờ cần phải làm cái điều gì đó khác để còn đạt được mục tiêu lớn như vậy. Và lúc đó trong những livestream buổi sáng như này thì em sẽ có cái câu hỏi, em thường xuyên đặt câu hỏi, và có khi là gì ạ, những câu trả lời của thầy dự chỉ có một ý nào đó thôi, thì sẽ giúp em nhận ra được thực sự là mình cần phải làm gì nó phù hợp với cái cửa hàng đó của mình, thì lúc đó em sẽ kiếm được rất là nhiều tiền hơn. Nên hãy tận dụng những livestream buổi sáng này của thầy dự để hỏi hỏi những câu hỏi phục vụ cho cái mục tiêu lớn của mình. Cô gái của Trần Mao, thầy ơi, có phải viết mind map bài học tối qua không ạ? Và nộp vào đâu ạ? Cửa hàng nhà em bán rất tốt. Rất tốt là sao, em mục tiêu nào? Thế bây giờ thì hỏi em bây giờ làm sao để em có thể tăng gấp 3 lần doanh số từ giờ đến Tết? Làm sao em có thể là bởi vì sao? Bởi vì là mục tiêu của mình bây giờ đang rất tốt so với mục tiêu A của mình. Và bây giờ việc của em đó là phải nâng cao cái ngưỡng mục tiêu của mình lên và tìm giải pháp đạt được mục tiêu đấy. Thế mới là tuyệt vời. Nên là bây giờ đang có một người thầy để hỏi rồi thì phải tận dụng cái điều đấy. Có cửa hàng doanh số tăng gấp 10 lần thầy ạ. Lượng cộng tác viên tăng lên, tuyệt vời. Thầy ơi, khi mình chia sẻ đăng bài có nên ghi nguồn tham khảo rõ ràng không? Có chứ. Nếu nguồn đó là bạn trên internet thì bạn ghi là sưu tập và được biên tập lại. Đấy. Hoặc là được biên tập lại từ internet. Thầy ơi, làm sao để tuyển được 100 đại lý từ giờ đến Tết? Thì trả lời lại câu hỏi này bằng cái định nghĩa vừa nãy. Một, đó là bạn có tài năng gì để chia sẻ cho người khác mà mở ra trong cộng đồng khách hàng tiềm năng, cộng đồng đại lý tiềm năng của bạn. Đại lý tiềm năng của bạn họ đang rất nhiều, thiếu rất nhiều kiến thức về bán hàng, rất nhiều kỹ năng về bán hàng. Nào là live stream, nào là viết bài trên internet, nào là chốt sale, nào là thiết kế ảnh, nào là viết ebook, nào là rất nhiều thứ khác nữa. Thì việc của bạn là từ giờ đến Tết bạn phải nâng cấp cái trình độ về một cái kỹ năng nào đó của mình lên, một cách điêu luyện mà bạn làm, mà tạo cái điêu luyện mà đó. Sau đó bạn sẽ dạy cho rất nhiều người khác miễn phí về cái kỹ năng đó, về kiến thức đó. Bạn nghĩ sao nếu từ giờ đến Tết bạn đặt mục tiêu là gì ạ? Bạn có kỹ năng viết ebook vô cùng thành thạo, vô cùng thành thạo, vô cùng thành thạo, và bạn biết cách để sử dụng cái ebook đó để còn bán hàng. Đấy, viết ebook bán hàng, viết ebook để bán hàng. Và bạn mục tiêu từ giờ đến Tết bạn sẽ tổ chức được hai khóa học, một khóa học là 100 người, một khóa học là 1.000 người hoặc là 500 người ở trên online để dạy cho người khác cách để viết ebook đó. Thì lúc đó con số mà bạn có vài chục đại lý, thậm chí hàng trăm đại lý, thì con số đấy nó gần hơn bạn rất là nhiều. Nên là hãy tập trung vào chính bạn đấy. Em đang áp dụng bài học của thầy dạy cho offline, khách vào rất nhiều, chốt sale rất dễ. Bài học nào áp dụng cụ thể, bài học nào comment vào thầy tự biết nào. Các em đang áp dụng cụ thể bài học nào?
Khi mở cửa hàng Trần Mao, doanh số của em tăng lên gấp 8 lần thầy ạ. Ok, chúc mừng em. Good. Tuyệt vời. Với doanh số tăng lên gấp 8 lần rồi, thì hãy đặt mục tiêu là thu nhập của mình tăng lên gấp 8 lần nữa. Bởi vì kinh doanh online thành công, sự giàu có của bạn về tài chính ấy không phải là doanh thu, mà giàu có của bạn tài chính là nó đến từ lợi nhuận từ một công việc kinh doanh online đó. Lợi nhuận cái con số doanh thu trừ chi phí ấy. Em luôn tăng cường chia sẻ những kiến thức của thầy dạy nên kinh doanh cực kỳ hiệu quả. Đúng rồi, bạn đi học và bạn học với tâm thế là tôi học để tôi dạy lại cho người khác, tôi học để tôi dạy lại cho người khác. Tôi là người gì ạ? À? Tôi là một người nông dân yêu trồng trọt, nên việc của tôi là đi tìm những hạt giống tốt của những người khác, hạt giống tốt của người khác, và tôi chắt lọc những hạt giống đó phù hợp với tôi, sau tôi lại đi gieo hạt giống đấy cho thật nhiều người khác nữa. Một tuần nên livestream bao nhiêu lần? Một tuần nên livestream bao nhiêu lần? Câu hỏi này khó vô cùng luôn, bởi vì nó phụ thuộc vào bạn đang livestream cho những cộng đồng như thế nào và mục tiêu của bạn là gì. Ví dụ như thầy dự thì một tuần thầy dự livestream 15 lần, 20 lần, có khi là hơn. Sáng thầy dự livestream phát, tối thầy dự livestream phát, trưa thầy dự livestream phát. Bạn livestream càng nhiều càng tốt, miễn là nội dung của bạn nó phải mới. Mục tiêu của em trong tháng này là giúp ba người chữa. Em mù công nghệ thầy ơi, em chỉ dám livestream thôi. Ủa, không liên quan đến công nghệ cả các bạn, đừng có sợ công nghệ. À, thầy Dự đang cùng trợ lý của mình biên tập lại khóa là phụ nữ sử dụng điện thoại. Phụ nữ sử dụng điện thoại, tức là bạn chỉ cần có smartphone điện thoại này thôi, bạn hoàn toàn có thể viết sách ở trên này. Hoàn toàn có thể viết sách ở trên này. Hay quá. Bạn hoàn toàn có thể là thiết kế hình ảnh, hoàn toàn có thể làm tất cả mọi thứ trên cái smartphone này của mình. Nói thật với các bạn là thầy Dự sử dụng MacBook này, sử dụng laptop này này chính là để livestream để còn có cái màn hình để thầy Dự có thể show như này này. Còn thực ra thầy Dự chỉ cần điện thoại này thôi là thầy Dự có thể đi khắp thế gian rồi. Ok, hôm qua thì có rất nhiều nội dung, thì bây giờ thầy Dự tại vì rất nhiều các bạn đây chưa được vào nhóm học K8. À, khóa học phụ nữ sử dụng điện thoại đấy là khóa học trong hành trình 90 ngày lột xác. Trong hành trình 90 ngày lột xác nhé. Đấy là khóa học trong hành trình 90 ngày lột xác. Là khóa học trong hành trình 90 ngày lột xác. Em like kiến thức chuyên gia trên trang cá nhân được 3 tuần rồi, nhưng thấy hiệu ứng không nhiều thầy ạ. Không biết em đã cái gì? Em đã 3 tuần. Việc của em này, em phải tạo ra nhiều hạt giống. Livestream là một cách là tạo ra hạt giống. Các bạn em làm video chia sẻ trên đấy cũng rất tuyệt rồi, đó là cái mà hạt giống. Nhưng em tên tạo lên cái ebook nữa, nên tạo thêm những cái ebook nữa để tặng người khác nữa. Và bản thân em phải làm mới cái ao của em lên. Cái ao của em vẫn có bấy nhiêu người thôi, thì lấy đâu ra tương tác. Việc của em là phải chăm chỉ đi làm mới tương tác. Cái thiếu của em là đi làm mới tương tác với những người khác. Hãy đi làm mới tương tác với người khác và tương tác sâu với những người đang tương tác với mình. Chọn đúng mục tiêu mà đánh. Bây giờ ví dụ trong Facebook cá nhân của bạn, bạn chọn ra 100, 200. Thôi bây giờ chọn ra 100 người trước. Chọn ra danh sách 100 người mà ngày nào mình cũng tương tác với người ta, ngày nào mình cũng tương tác với người ta, ngày nào mình cũng tương tác với người ta, thì trong khoảng 4 đến 5 hôm thôi thì Facebook nó sẽ nhận ra rằng bạn và người đấy có tương tác sâu với nhau. Thế là khi bạn đăng, khi bạn livestream, khi bạn làm gì đó thì người đó sẽ dễ dàng thấy được cái bài đăng của bạn. Thế là bây giờ bạn đang để mặc định cho livestream, cho Facebook nó gợi ý bài đăng của bạn, livestream của bạn đến ai xem, mình đang xem là dựa vào thuật toán của nó. Nhưng bây giờ bạn sẽ khai thác thuật toán của họ bằng cách là gì ạ? À? Bởi vì sao bạn thường hay tương tác với ai thì lúc mà bạn đăng bài bạn livestream thì người đó thường dễ dàng nhìn thấy đúng không? Thì bạn bây giờ chủ định là chọn ra 100 hoặc 200 người và ngày nào mình cũng vào tương tác với 100 200 người đấy, thì tự nhiên mình livestream mình làm mọi thứ hiệu quả hơn rất là nhiều. Thằng Nguyễn Trần Ma Phú Thọ tự hào Phú Thọ good. Kinh doanh thành công cần kiến thức và chiến lược nên em rất thích lớp học của thầy, sau đó đưa chiến lược cho cả nhóm ạ. Hay quá, cảm ơn em.
Em học thầy mỗi sáng và chắt lọc lại kiến thức này cho đội nhóm của em. Giờ con số thành viên của em nâng lên 20 người. Hay quá, cảm ơn em. Nhiều thế thầy, em đi làm đâu có thời gian livestream. Thầy ơi, chỗ em làm họ cũng muốn em livestream sản phẩm của họ. Em có nên không ạ? Vì nếu live chỗ bán rồi, sau em muốn livestream cho sản phẩm của em nữa thì có được không thầy? Được, chả sao cả. Thầy ơi, livestream trên máy tính như thế nào ạ? Thì cứ kích vào nút livestream thôi, vào Facebook kích vào nút livestream thôi và like thôi. Vô cùng đơn giản. Cho em hỏi là em đang làm mind map kiến thức chuyên gia và giữ lại của gia đình, em có nên mind map chia sẻ kiến thức kinh doanh online song song không ạ? Có, nhưng mà bây giờ tập trung vào kiến thức chuyên gia đã, để còn viết ra ebook đã, làm chăm chỉ và làm một tốt bài tập của thầy dự đã. Tại vì sau này các bạn sẽ có phần làm mind map và làm cái nội dung để còn xây dựng hình ảnh chuyên gia trong tâm trí của đại lý tiềm năng, tức là những người đang 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 muốn bán hàng ấy. Nhưng bây giờ cái đấy là chủ đề sau, bây giờ chủ đề là chuyên gia trong tâm trí khách hàng. Thì hôm qua chúng ta học rồi, kinh doanh online phải nhớ đến hai từ khóa, một đó là bán lẻ, hai đó là xây dựng đội nhóm, tức là làm sao tuyển được nhiều đại lý vào ấy, hút được nhiều người đại lý vào. Thì cái này thầy dự đã nhớ rồi, chắc chắn là thầy dự sẽ dạy các bạn làm điều này rồi. Các bạn cần phải xây dựng kiến thức chuyên gia về bán hàng có, nhưng bây giờ các bạn xây dựng kiến thức chuyên gia về về sản phẩm đã, về về gì ạ, về những lĩnh vực mà khách hàng tiềm năng của bạn quan tâm đã. Máy tính của em đòi kết nối máy ảnh, đúng rồi, đó là kết nối camera. Em đã hoàn thành được 80% mục tiêu của năm rồi, chúc mừng em. Yes. Đúng thôi thầy, phải thực hành nhiều mới thành công được. Như này kiến thức chuyên gia của mẹ có các em mà chưa sâu ấy, mẹ em cứ làm nửa vời xong em nhảy sang cái khác, mỗi thứ em làm một thứ ấy thì gọi là chui chó nửa mùa hết rơm. Em sẽ nhân bản 100 bạn leader nhờ kiến thức của thầy và kinh nghiệm lãnh đạo từ tập đoàn cần nước về được công tác. Hay quá, chúc mừng em. Nào, đã câu hỏi tiếp đi, đặc biệt là các thành viên của nhóm 90 ngày lột xác, thành viên của phụ nữ bán hàng online K08, các bạn đã câu hỏi đi. Và các bạn nào đã câu hỏi thì chấm vào 90 ngày hoặc là chấm vào K8, chấm K8 vào đuôi để thầy biết rằng. Ơn thầy, nhờ những kiến thức truyền đạt của thầy online và online thực sự hiệu quả. Quý ba vừa rồi em đã tăng doanh số đột phá, hay quá. Thầy ví von thôi, ví von sát sinh quá, thư chó nửa mùa hết rơm rồi, ví von nó sát sinh quá, sát sinh quá, sát sinh quá. Thay ví 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 von thành thui lợn nửa mùa hết rơm. Không, lợn yêu đáng yêu như này, lợn là để giúp mình thực thi kỷ luật bản thân, không thui cái gì cả. Thầy sẽ rút lại lời nói về đấy. Em đang áp dụng bài học live stream bất chấp thầy ạ, kèm được nhận quà là kịch bản live của thầy nữa, em rất thêm tự tin. Cảm ơn em. Hai trăm mười lăm. Tối qua nhà em có việc không vào lớp K8 của thầy được nên hơi lơ mơ. Hơi lơ mơ thì nếu ở trong nhóm thì vào xem lại. Còn các bạn nào chưa được vào nhóm K8 thì các bạn được rồi, thầy dự sẽ để mức giá, mức vé, giá vé cho các bạn. Bởi vì tối hôm qua thì dự thấy là có rất nhiều người đăng ký nhưng các bạn không hoàn, chưa kịp hoàn tất thủ tục. Nhưng không biết là còn mấy vé. Thầy dự sẽ hỏi ban tổ chức có thể còn 5 6 vé gì đó. Bạn nào mà nhanh tay thì các bạn sẽ sở hữu 5 đến 6 vé đó, mỗi người một vé. Ok, bạn nào chưa vào học khóa phụ nữ bán hàng online K8 và muốn nhận cái vé ưu đãi là 490.000 thì bạn comment vào là em muốn nhận vé ưu đãi, em muốn nhận vé ưu đãi nào, để tí thầy dự gửi link lên trên, và nếu không thì thầy sẽ không gửi link cho các bạn đâu, bởi vì trong đó có hơn 1.000 người rồi, trong đó họ đang học quá năng lượng rồi. Còn kiến thức như thế nào thì bạn muốn biết nó như thế nào thì bạn học đó, hoặc là muốn biết là cái kiến thức tuyệt vời như thế nào từ miệng của người khác thì qua tưởng của thầy dự xem người ta comment. Nhìn thầy thích thật, mỗi khi ai đó
học được từ thầy ra hiệu quả. Khuôn mặt thầy hạnh phúc, rất là thầy hạnh phúc, nhưng mà có học trò thành công thì hạnh phúc hơn. Thầy ơi like ít này, em muốn nhận về ưu đãi ạ. Tại vì hôm nay là không có người nào thêm được mới nữa rồi, chỉ có ban tổ chức họ sẽ duyệt thêm những bạn nào muốn nhận về ưu đãi 490.000 thôi. Em muốn nhận về ưu đãi. Ok, thầy Dự sẽ để đường link ở trên nhá. Thầy Dự tí nữa, một lát nữa thôi, thầy Dự sẽ để được cái form. Không phải form, mà bây giờ các bạn nhắn tin vào số này. 0963630680. Và các bạn nhớ nhá, sáng nay các bạn làm tất thủ tục là nộp học phí là 490.000 vào nhóm. Sau đó bạn dành thời gian xem lại cái livestream tối ngày hôm qua. Xem lại cái livestream tối ngày hôm qua. Không chín sáu ba, bạn nhắn tin vào số 0963630680. Nhắn tin vào số này 0963630680 hoặc là 0981970399, thì bạn Chiêm hoặc bạn Lê sẽ gọi lại cho bạn. Chiêm Chiêm hoặc Lê, trợ lý số 1 và trợ lý số 2 của Thế Dự sẽ gọi cho các bạn. Thầy ơi, em đang học kiến thức và kỹ năng nên đợt này không đăng nhiều bài về sản phẩm thì làm sao mà bán được, có phải không ạ? Vẫn bán bình thường chứ. Các em đang ủ mưu, tức là đang gì à, đang sáng dậy sớm hơn để còn học kiến thức, để còn rèn giũa kiến thức của mình về lĩnh vực chuyên gia. Tối có thể thức muộn hơn, nhưng không có nghĩa là những ngày đấy các em không bán hàng. Em vẫn đăng bài bán hàng, nhưng vì các em có kiến thức rồi thì hãy đăng bài bán hàng theo cách khác. Em sẽ đăng những bài kiến thức về, chia sẻ kiến thức của em lên, và khi đó có ai quan tâm, có ai comment vào thì việc của em là tương tác với họ, thậm chí là inbox với họ, hỏi thăm họ. Em hoàn toàn có thể vẫn giữ nguyên cách bán hàng cũ của em thích đăng bài như nào em cứ đăng như vậy, tại vì thầy Dự chưa dạy em cách mà viết bài bán hàng cách chấm chấm, em cứ đăng như bình thường. Nhưng mà vì em đã hiểu được bản chất của việc là gì ạ? Là bán bài, đăng bài bán hàng trên Internet vì sao nó hiệu quả rồi. Thế em sẽ biết tiết chế nó. Thầy ơi, làm sao để tải được sách thầy tặng về điện thoại của mình? Kích vào nút download ấy. Thì tùy điện thoại của bạn, của thầy Dự thì cứ đọc cuốn sách nào thì kích vào nút download phát là xong. Hoặc là các bạn chỉ đơn giản là lưu đường link vào thôi. Save the link, lưu đường link vào. Thầy ơi, bằng cách nào để kết bạn được nhiều mà không dùng công cụ? Nhập phát sinh. Đấy. Hàng ngày cứ có cái báo cáo về thu nhập ở trên này. Báo cáo về thu nhập. Thì đây là của một hệ thống kinh doanh online. À, khóa học online. Thầy Dự là giảng viên trên Unica ấy. Hệ thống học trực tuyến Unica.vn là thầy Dự có rất nhiều khóa học trên đấy. Và khi có nhiều khóa học như đấy rồi thì hàng tháng cứ có thu nhập chạy về. Thì cũng chẳng phải bán khóa học của mình như đấy, có nhiều người đi bán rồi. Đấy gọi là thu nhập thụ động. Thầy ơi, em đang phân vân chưa có đề tài để làm chuyên gia nên chưa làm được mindmap thì ạ. À? Đúng rồi, em sẽ còn phân vân từ giờ đến đến còn dài nữa. Việc của em là phải nhanh chóng chọn. Đưa ra cho mình một cái mốc thời gian là trong ngày hôm nay phải chọn. Trong ngày hôm nay phải chọn. Em đang bán ở chợ mà rất thích gặp thầy. Đặt ra mục tiêu một thời hạn cho mình là trong ngày hôm nay phải chọn, và xem các chị khác người ta chọn như nào, vì sao người ta chọn như vậy. Ta thầy hỏi em là em đang quan tâm điều gì trong cuộc sống này, em đang quan tâm điều gì để khiến em trở nên giàu có hạnh phúc hơn. Em có quan tâm về nuôi dạy con không? Em quan tâm về việc làm đẹp bản thân không? Em quan tâm đến việc là giữ lại hạnh phúc gia đình không? Em quan tâm đến việc cắm hoa không? Em quan tâm đến trứng chấm không? Để em nghĩ là những thứ em quan tâm đấy là thứ nào mà khách hàng tiềm năng của em họ cũng rất là quan tâm. Thì lúc này em xác định rằng kiến thức của em là con số 0. Kiến thức của em có số 0, kỹ năng của em có số 0. Thì việc của em là bắt đầu xây dựng nền tảng kiến thức của mình và học Thầy Dự để có cả kỹ năng nữa. Thầy ơi, nhiều người chào mua công cụ tương tác phần mềm này có hiệu quả không ạ? À? Không biết.
Thật sự thì không phỉ báng, không cổ súy, không làm bất kỳ điều gì cả liên quan đến cái chủ đề là phần mềm hoặc là công cụ tương tác, vì thật sự không dùng nó, không dùng cái công cụ tương tác trên Facebook cá nhân. Thật sự chỉ dùng những thứ mà Facebook nó liên kết, Facebook nó liên kết một cách chính thống, ví dụ như cái hệ thống mà gửi các bài tập cho các bạn hoặc là nhắn tin cho các bạn ở cái fanpage thầy Hà Quang Dự, thì là thầy Dự gửi cho gì ạ, gửi theo hệ thống, và cái đấy là phần mềm nổi tiếng rồi. Còn các công cụ khác là công cụ nhiều người chào bạn mua công cụ để tương tác, thì bạn hãy xem chính họ đang tương tác có hiệu quả hay không, bạn hãy vào Facebook của họ, bạn xem chính họ đang sử dụng nó có hiệu quả hay không, bạn xem chính họ có đang phát triển công việc bán hàng từ phần mềm đấy hay không. Và nếu bạn làm thì bạn chấp nhận rủi ro, đó là bạn đang làm những thứ mà Facebook nó không thích, thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như Facebook nó có chế độ xử phạt gì đó với các bạn, với Facebook của các bạn. Thế là thầy sự không khuyên có hay không gì cả, mọi thứ là đều do quyết định của bạn hết. Tại vì vẫn có những người họ sử dụng công cụ như vậy và họ kiếm rất nhiều tiền. À, thầy cho em đường link để em đọc sách của thầy. Đường link à? Bây giờ em vào trang phụ nữ bán hàng online này này. Cái trang phụ nữ bán hàng online này có một cái link gọi là link tặng quà, có link tặng quà ấy. Các bạn vào nhóm phụ nữ bán hàng online này nhá, sau tìm cái bài, có một cái bài là bài chào thành viên mới này, hoặc là cái bài là tặng quà, quà tặng của thầy Dự. Thầy ơi, lựa chọn kiến thức chuyên gia có cần nhất thiết phải chọn vấn đề liên quan đến sản phẩm mình đang bán không ạ, hay chỉ cần vấn đề mà mình yêu thích? Nếu liên quan đến sản phẩm mình đang bán và mình cũng thích nó nữa thì rất tuyệt vời. Còn nhiều người thì rõ ràng là bán sản phẩm phụ khoa, bán sản phẩm mỹ phẩm, nhưng lại chọn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực là làm mẹ cơ, dạy con, nuôi dạy con. Em vẫn đang thực hiện theo đúng chiến lược 90 ngày, em hiểu cách của thầy hướng dẫn, nhưng em chưa thực hiện được vì kiến thức và kỹ năng của em còn lơ mơ. Tất cả kiến thức và kỹ năng của tất cả mọi người đều đang lơ mơ, và việc của mình là phải chinh phục cái lơ mơ đấy bằng cách là mình nghiên cứu tài liệu, mình nghiên cứu tài liệu, mình nghiên cứu tài liệu trên internet, mình đọc. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng đọc, đọc. Thầy ơi, em không làm mind map trên điện thoại được. Sao không làm mind map trên điện thoại được? Tải cái ứng dụng SimpleMind về. Nếu trong chủ đề của mình là 12 điều bạn nên làm để sống lâu hơn, thì làm sao để cô đọng 3 từ khóa trong khi lại có 12 điều? À, bạn làm mind map này với ba cái nhánh đúng không? Đúng rồi. Cái nhánh thứ nhất của bạn là bạn nói về vấn đề là những điều đang khiến cho chất lượng cuộc sống và thời gian sống của bạn đang bị giảm sút. Đấy là nhánh thứ nhất là nói về vấn đề. Rồi, nhánh thứ hai là 12 giải pháp, và nhánh thứ ba là những lưu ý, những lưu ý khi thực hiện 12 giải pháp đó. Nếu như có 12 cái đó thì bạn chỉ ra một nhánh thôi, bạn phát triển thêm hai nhánh nữa, và nhớ là các nhánh không cần thông tin phải đều nhau, không cần thông tin phải nhiều như nhau. Thầy ơi, cho em hỏi là sao để liên hệ với admin trong nhóm 9 kín để được duyệt bài đăng cho nhóm ạ? Thì em vào nhóm đăng ký tìm phần thành viên, em tìm thành viên, em kích vào ô thành viên ấy, thì em nhìn thấy các thành viên trong đấy, ai là admin, ai là quản trị, ai là người duyệt. Em tải rồi nhưng bắt vào đâu rồi? Bắt đầu ấy, bắt đầu vào dấu cộng, kích vào dấu cộng, kích vào dấu cộng. Ok, các bạn rất là muốn cái gì ạ? Cái hướng dẫn làm mind map đúng không? Rồi, thì sẽ gửi đường link như thế này cho các bạn. Một lát nữa nhá, một lát nữa thì sẽ gửi đường link. Gửi đường link của cái hướng dẫn, cái video thì tôi đã quay hướng dẫn bằng điện thoại này, cách làm mind map trên điện thoại rồi. Đường link mà có tiếng Hà Nội nhá, thì hôm trước là có video không có tiếng, bây giờ thì tôi đã làm có tiếng rồi. Rồi, các bạn nào mà chưa vào nhóm 8K8 mà muốn nhận vé ưu đãi
Em muốn học K8, em muốn học K8. Thì bạn nhớ số điện thoại này. Nhắn tin cho một trong hai số điện thoại này. Chị muốn nhận vé bổ sung vào K8. Chị nhận vé ưu đãi, nhận vé ưu đãi vào K8. Ưu đãi đó là 490.000 đồng. Nên là chúc mừng các bạn nào đang ở trong nhóm K8 rồi. Tối ngày nay 21 giờ chúng ta lại học những nội dung vô cùng đỉnh cao. Em gia tăng tuyển sỉ như thế nào? Em gia tăng tuyển sỉ như thế nào? Thầy Dự phải hỏi em là em đang làm gì để tuyển sỉ, để Thầy Dự đánh giá xem có đúng hay không, để Thầy Dự còn tư vấn thêm chứ. Bây giờ em hỏi Thầy Dự một câu hỏi nó lớn như vậy, Thầy Dự trả lời là sao rồi? Gia tăng tuyển sỉ thì mình phải hiểu bản chất của việc mình tuyển sỉ là gì ạ? Bản chất của việc mình có tuyển được nhiều sỉ hay không là gì ạ? Là việc là mình có thể là giúp cho thật nhiều người đang có mong muốn kinh doanh online trở nên giàu có hạnh phúc hay không. Đối tượng của chúng ta không phải là khách hàng, mà là đối tượng của chúng ta lại chuyển sang là gì ạ? Là những người đang kinh doanh online, đang muốn kinh doanh online thành công. Thì bước đầu tiên em phải có thật nhiều kiến thức về kinh doanh online, hãy đọc nhiều sách về kinh doanh online, và học Thầy Dự cũng là cách để có rất nhiều kiến thức về kinh doanh online. Thế thứ hai nữa, em cần có xây dựng cho mình một cái bộ kỹ năng, bao gồm kỹ năng viết, kỹ năng chia sẻ trên internet, để còn làm ra thật nhiều video, thật nhiều bài viết để chia sẻ về bán hàng online, viết ra thật nhiều cuốn ebook để tặng miễn phí cho người khác về bán hàng online. Map làm trên điện thoại thì lưu như nào ạ? Bản có thể là bản có phí thì các em có thể lưu, thầy Dự có thể lưu bất cứ lúc nào, lưu ra máy. Nhưng của các em thì là bản miễn phí, là bản miễn phí, nên là các em chụp màn hình là được rồi. Nhiều bạn ở K8 muốn vào nhóm phụ nữ bán hàng online này nhưng chưa được duyệt thầy ạ. Ồ thế à, thế chết rồi, sáng nay thầy Dự quên không duyệt họ rồi. Sorry, sorry. Rồi, lát nữa thầy Dự sẽ duyệt cho các bạn. Rồi, bạn đã hôm qua mà học phụ nữ bán hàng online K8 rồi thì ra tường cá nhân nhé, lát ra tường cá nhân của Thầy Dự để comment cảm nhận của bạn. Và nhớ comment hay viết những lời cảm ơn. Thầy Dự muốn bạn là trong ngày hôm nay hãy viết những lời cảm ơn trên tường cá nhân của bạn để cảm ơn những người mà đã kết nối bạn, đã cho bạn cơ hội để được vào quen biết và học phụ nữ bán hàng online K08, bởi nó là khóa vô cùng tuyệt vời. Thầy ơi, em đang lơ mơ về cách làm ebook của thầy. Thầy hướng dẫn tí thêm được không thầy? Em có phải thành viên nhóm 90 ngày đột xác không? Lơ mơ về cái làm ebook nào? Trần Đặng Như Vân đâu? Trần Đặng Như Vân rồi, Nhung Thăng đâu? Những người đang có kỹ năng làm ebook rất là tốt rồi. Chuyên gia chăm sóc da, mua sách chăm sóc da trọn gói được không ạ? Không chỉ mua được cuốn sách đấy mà em phải mua hàng chục cuốn sách khác nữa. Thật nhiều sách vào. Em Vân đây ạ. Ok. Bạn Vân đây cũng đã có kỹ năng viết ebook rất là tốt rồi, và bạn ấy còn có thể là nhân bản kiến thức của bạn ấy đã từng học của thầy Dự về viết ebook để bạn ấy có thể là dạy cho người khác viết ebook rồi. Nhưng bạn nào còn lơ mơ về ebook thì gặp bạn ấy. Nhưng nhớ bài tập của các bạn cần phải nộp trước thứ bảy này không phải là ebook mà là nội dung. Nội dung bạn cần có nội dung dạng chữ à. Ok, hẹn gặp lại các bạn. Và đừng quên, trong bạn nào mà học phụ nữ bán hàng online K08 thì các bạn ra comment cảm nhận của các bạn vào tầng cá nhân của Thầy Dự. Cái bài viết hôm qua Thầy Dự hỏi về cảm nhận cá nhân của bạn ấy, cảm nhận cá nhân của bạn. Và đừng quên là hôm nay viết những status hoặc là nhắn tin cho những người đã từng giúp đỡ bạn vào học Thầy Dự để cảm ơn họ, và cho Thầy Dự gửi lời cảm ơn họ vì nhờ có họ mà Thầy Dự có thể quen biết được các bạn. Sáng mai chúng ta lại tiếp tục hỏi đáp về bán hàng online. Nhưng tối nay chúng ta sẽ học bài mới. Tối nay là phụ nữ bán hàng online K08 nha. Nếu là tối nay phụ nữ bán hàng online K08. Và còn 5-6 vé gì đó ưu đãi 490.000. Có những vé sau là vé 990.000, vé sau nữa là 1.990.000. Thì bạn cần phải vào trong buổi sáng ngày hôm nay để hoàn thành nốt thủ tục là 490.000. Sau đó các bạn được vào nhóm và bạn xem lại livestream ngày hôm qua, quá nhiều kiến thức ở trong đó rồi. Và quan trọng bạn được đồng hành từ giờ đến ít nhất là hết tuần, đúng không? 5 buổi. Còn nhận thêm rất nhiều quà của thầy Dự nữa cơ. Tạm biệt thầy, tạm biệt các em. I love you, thank you. Và bây giờ thầy Dự sẽ bổ sung cái đường link
cái đường link để các bạn có thể nhận, một là nhận quà tặng ở trong này, hai là đường link để có quà tặng thì tặng các bạn ebook nhá, nhiều bạn chưa được nhận thì sẽ tặng cho bạn ebook là một. Cái thứ hai là thầy Dự sẽ để đường link để hướng dẫn các bạn cách để còn có thể làm mind map trên điện thoại, chi tiết ở trên này. Ok, các bạn đợi 3 phút nữa nha, 3 phút nữa thì các bạn xem lại cái mô tả cho cái livestream này thì sẽ có. Hãy